chứ nó bị thói qua cục sau cổ cái chút mệt. Có lúc là cái tay này cầm lên muốn rớt đồ luôn. À cái nhục cầm nó em cầm viết về em viết còn rung không? Cầm đũa còn rung không? À vẫn còn rung á, gì chưa có hỏi nè. Giờ thì sau khi mình đi có người bẻ qua bẻ lại vẫn là thuốc gì không biết, mà giờ thì nó đỡ lắm. Nơi đỡ rồi. Thì lúc mình quay qua lại thì nó nghe kêu lọc lọc cọc. À nó lọc cọc. Bây giờ nó thoát quá. Dạ. Cái đầu gối thì khi mình xếp thì nó đau. Cái đó mình sẽ có cái bài tập ở trong cái lốt mà nâng cao. Là sẽ chỉ thì cái này suy giảm tính mạch chân là vậy thôi. Thì nó sẽ có cái bài tập để chữa cái này. Nhưng mà anh có hổm ra anh có nhịn ăn vô hút không khí cho tôi không? Đó, chính cái đó là nó giải quyết cái này nè. Anh đừng có lo, trước sau cũng hết. Đừng có bao giờ quên là duy trì cái chuyện mà nhịn ăn vô hút không khí. Cái chuyện đá với uống cái kia là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà khi mà thực hiện hai cái đó là đã hết rồi. Anh chờ thời gian chút xíu thôi, nhưng mà đừng có bỏ mấy cái đó. Rồi. Thì bây giờ cái mà khó chịu nhất của cái cổ là gì? Là khó chịu. Được rồi. Rồi còn cái tay nắm được sao? Rồi đỡ đây ha. Rồi. Giờ đứng dậy đi. Rồi. Quay lưng này đó. Rồi. Vòng tay đi giống như bà kia đó. Rồi. Lên. Ngon. Ngon ngon. Rồi. Được rồi. Chạm được là ngon rồi. Bây giờ quan trọng người ta này có chạm được không? À. Đó. Chạm. Nó hơi khó ha. Nó hơi khó mày thấy không? Nó cứ tách ra đây. Rồi. Được rồi. Ok, bị đau ở đây bên đây, tay tay phải nhiều ha. Rồi nhà ở đâu? Quận 1 luôn, dạ ra đây. Rồi hai người là gì, quen gì? Dạ, ông xã, bà xã. Nó chết bà, trời ơi. Hèn chi quận 1 luôn, Điện Biên Phủ luôn. Tại đi theo học, nó hút về cho bà, chứ bà giờ bà làm nó mới nổi. Tại nó siêu ha. Bị viêm ra khúc dạng thấp, bị mấy khúc này bà cứng hết rồi. Cho nên đó là bắt buộc là phải trường đá. Rồi hai vợ chồng bây giờ thống nhất nhau chỗ là mình đã biết cái chuyện nhịn ăn là tốt rồi, cho nên hai người hỗ coi như là ủng hộ nhau, động viên ủng hộ nhau. Tại vì mình không có ông không có thí dụ một người vợ hoặc người chồng không thì nó khó, còn này là hai vợ chồng hết rồi thì sẽ dễ thông cảm hơn, đúng không? À, thành ra là biết rồi thì đừng thèm, nghe lời tôi đi, thấy không? Còn ai mà nói là ăn là buổi sáng là không ăn mà bị thế này nọ quên hết đi. Bây giờ mình lo sức khỏe đi. Vì anh cứ thực hiện cho tôi vậy, chuyện 5 tháng, 6 tháng là thấy là tôi nói là không có sai chút nào. Trong mấy cái bệnh mà tuổi mình lớn rồi, thực ra là mình giảm bớt cái thuốc men nhiều là tốt đấy, và mình phải áp dụng cái phương pháp mà ăn uống tập luyện, đó là cực kỳ quan trọng. Còn thuốc men thì là mình bỏ bớt cái gì hay cái đấy. Thấy bình minh xuân sao rồi đó. Rồi, về đi. Này ông bà này đều cứng đầu cứng cổ đó. Gồng dây sao quấn cho nổi. Rồi, bây giờ xuống cử động lên coi thấy khác chưa? Nó dễ chịu chưa? Rồi. Sâu cá, rồi tại kia. Rồi. Bây giờ có khá hơn chút xíu nhưng vẫn chưa xong cái này thế chứ. À, rồi ok.
Rồi, bây giờ anh có cảm giác sao rồi? Dạ, cái cổ rồi ha. Bây giờ chịu, bây giờ giơ tay giơ chân được cho nó thoải mái rồi. Hai tay rồi coi nó, nghe nó nhẹ nhàng chưa? Rồi cái quan trọng là tay bên kia rồi. Rồi anh bóp tay, bóp đầu thấy nó khá lên không? Nó có mạnh hơn ha. Rồi thôi, đứng ra. Vậy là tốt rồi.